câu chuyện Kinh Thánh. Chúa Giêsu hiện ra với Thomas. Đây là Chúa Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc nhân loại. Khi Ngài còn ở thế gian, Ngài dạy mọi người về tình yêu thương của Thiên Chúa và chữa lành mọi người khỏi bệnh tật. Ngài đã làm rất nhiều điều kỳ diệu, như ra lệnh cho sóng bão yên lặng. Ngài đã làm cho người chết được sống lại. Nhưng một số người không thích điều Ngài đã làm, và họ muốn Ngài phải chết. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá và được mai táng trong mộ. Trong 3 ngày, xác của Ngài nằm trong ngôi mộ đó, và mọi người dường như không còn hy vọng. Nhưng vào sáng sớm ngày Chúa Nhật, những người phụ nữ đã đến thăm mộ Chúa. Họ đã thấy ngôi mộ trống và Ngài không còn ở trong đó nữa. Ngài không còn ở đây nữa, Ngài đã sống lại rồi. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ để họ biết Ngài đã sống lại. Một trong 12 môn đệ là Thomas đã không ở cùng với mọi người khi Chúa Giêsu hiện ra. Các môn đệ đã nói với Thomas là họ đã thấy Chúa. Thomas nói, tôi sẽ không tin điều đó nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Ngài, không đặt ngón tay tôi là lỗ đinh, và không đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn Ngài. Tám ngày sau, các môn đệ gặp nhau và lần này có Thomas ở đó. Cửa đã bị khóa, nhưng đột nhiên như lần trước, Chúa Giêsu đứng ở giữa họ. Ngài nói với bọn họ, bình an cho các con. Chúa Giêsu nói với Thomas, hãy xỏ ngón tay con vào đây và nhìn vào tay ta. Hãy đặt bàn tay con vào cạnh sườn ta. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin. Thomas nói, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Chúa Giêsu nói với ông, vì con đã thấy ta nên con mới tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.